giảm cân nhưng mà vẫn phải đủ chất và có những bữa ăn ngon. Đúng. Dạ, cho nên là mình phải lựa chọn những cái thực phẩm nào mà nó ít béo rồi nó có thể bổ sung cho mình những cái chất cần thiết. Như là một loại mà Thanh Thùy nghĩ là nhắc tới là chắc là những ai mà ăn giảm cân thì mình sẽ không bao giờ mà mình thấy lạ được. Rất quen. Đặc biệt những ai mà tập thể hình, tập gym. Đúng rồi. Đúng không? Ức gà. Chính xác. Ức gà. Dạ. Nhưng mà ức gà nấu thì sao mới ngon, mà tại vì ức gà thì cái phần đó nó hơi khô. Dạ, và nó hơi ngán. Cho nên là mình phải chế biến ra những cái món thật là hấp dẫn để cho cái món ăn healthy của mình nó trở nên gọi là hấp dẫn và thu hút hơn đó. Đầu tiên quý vị có thể làm ức gà sốt mật ong. Sốt mật ong. Dạ. À, nói chung là cũng đơn giản lắm thưa quý vị. Chúng ta cần khoảng 9 lạng ức gà nè, nước tương, rồi giấm gạo, muối, hạt tiêu, dầu ô liu. Rồi mình sẽ có thể lựa chọn thêm mè rang, là hành lá hay là thêm vỏ chanh, thái lát để mình trang trí lên cho đẹp. Rồi, món này thì không biết là Tường có biết cách làm không nè? À, thật ra thì cũng chưa có từng thử nha. Nhưng mà Thái Tường có tìm hiểu qua cách chế biến thì cái Tường thấy nó cũng đơn giản thôi. Lúc nãy thì Thanh Thùy đã giới thiệu với mọi người về những cái nguyên liệu chính rồi. Bây giờ là phần nước sốt mật ong chanh đây. Chúng ta sẽ chuẩn bị thứ nhất là nước dùng gà nè, rồi nước chanh tươi nè, rồi mật ong, rồi canh bột mốc, một quả chanh và chút xíu bột gừng nha. Rồi tùy chọn chúng ta có thể sử dụng hoặc không sử dụng tương ớt. Đó, đó là nguyên liệu để làm sốt ha. Rồi thưa quý vị, bây giờ là mình sẽ bắt đầu mình vào cách làm nha. Bước 1 thì quý vị sơ chế nguyên liệu là món gà sốt mật ong chanh, thịt ức gà loại